Ủa mẹ, sao anh hai không xuống đây ăn vậy mẹ? Thì làm biếng, hồi sáng mẹ lên kêu mà còn ngái ngủ quá. Cho vừa, ở nhà tự chiên trứng ăn ốc la đi. Xuống thì được ăn ốc la. Biết giờ hồi sáng này con ngủ nướng thì được ăn ốc la như anh hai. Ăn trứng suốt ngày là không tốt biết không? Một tuần mình chỉ ăn hai cái trứng thôi. Còn bây giờ nè đó, ăn mì vô, ăn bò nhiều vô con. Ăn vô, ăn nhanh lên. Dạ. Con phải ăn thiệt nhiều để mà xinh đẹp, hiểu không? Dạ. Giỏi giang, khỏe mạnh cho mẹ. Ăn đi. Ủa mẹ, mà chú Nguyên đi đâu mà lâu dữ vậy mẹ? Đang giao lưu bạn bè giữa bển. Ơi, ba về rồi nè. Hello, Trúc Tân ơi. Ơi con, trời ơi, bắt tay, bắt tay đi, bắt tay đi. Thôi, 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 không có được uống nước đó con. Thấy cưng quá ha, thấy cưng quá. Mới có 8 tháng rồi đó. Mà hư quá, thúi quá, thúi quá, thấy ghét quá. Chú Nguyên kỳ quá. Tự nhiên á, chơi em thúi, chơi em xấu. Con thấy em dễ thương cũng chết à. Tự nhiên nói em là thấy ghét. Bà già vừa thôi. Mình á, mà mình khen con nít là mình phải khen vậy. Chứ mà khen thiệt lòng á là không tốt. Mình mà khen em xinh quá, em đẹp quá, em ngoan quá là tối về nè em biếng ăn nè, rồi em ngủ em giật mình nè, hiểu không? Rồi em hay khóc nữa. Mình tức là mình sẽ nói ngược lại đó. Hồi xưa con nhỏ cũng vậy, mẹ có bao giờ khen Candy đâu, suốt ngày mẹ chê ý Candy thui quắc, Candy thấy ghê, Candy đen thui á. Ủa vậy hả mẹ? Mẹ để con chê em nha. Em xấu quá, em thúi quá, em xấu đâu thì xấu đớn, em xấu băm nhà lòng nhà chợ luôn. Chê thì chê vừa vừa thôi, chê mà như em xấu thiệt vậy, mình chê giả bộ mà nhé. Dạ. Ừ. Em ơi, chị Candy nói vậy chứ chị Candy không có chê em nha. Em ơi, à, em nắm tay ơi. Đi, nắm tay đi, nắm em tay cưng nè. Em. Dạ. Không ấy, sắp tới mình làm đám cưới xong đó, cái em đẻ cho anh cục giống vậy nha. Thêm cục nữa hả? Ừ. Chà, mai mốt mà mẹ thêm một em nữa là hả? Candy ra rìa nè, Candy không còn là cục cưng của mẹ nữa đâu nha. Nhưng mà quan trọng á, có thêm cục nữa anh nuôi nổi không? Em yên tâm, anh sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con của chúng ta. Thấy chưa? Thấy chưa? Nè, 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 Candy, em đang làm gì đấy? Ê, anh đâu có làm gì đâu. Không làm gì mà nửa đêm, nửa hôm lục lọi đồ với tủ ra. À, giữ cái bí mật nha. Em đang làm một chuyện rất là bí mật luôn á. Bí mật, quan trọng không? Quan trọng. Thôi thôi bà ơi, đêm hôm rồi tôi không biết là chuyện quan trọng của bà là chuyện gì. Nhưng mà nói chung là ấy, chuyện quan trọng của bà là lấy đồ trong tủ lạnh ra xong rồi bỏ vào ba lô này là tôi nghi lắm nha. À, tôi biết rồi. Bà này bà lén nuôi chó nuôi mèo xong rồi giấu ba mẹ đúng không? Không có. Mai tôi mét, mai anh mét. Anh, em làm chuyện này là có lý do. Lý do hồi gì? Hồi sáng nay á, em nghe ba mẹ nói sẽ có em bé. Và số tài sản á, sẽ để lại cho em bé. Em bé? Em bé nào? Thì là con của chú Nguyên với lại mẹ Linh á. Tương lai. Tương lai hả? Tương lai là chuyện của tương lai mà bây giờ em đã soạn làm gì? Đúng là cái đồ con nít. Bây giờ anh không chịu chia đồ thì mai mốt á nó xuất hiện anh sẽ hối hận. Hối hận hả? Ừ. Thôi được rồi, cô muốn chia thì cô chia, anh không quan tâm nhá. Anh hai, ngủ đi, ngủ sớm á. Anh hai, em chỉ làm việc này để tốt cho hai anh em mình thôi mà. Gì nữa, em có thể cho anh yên ổn vài phút để anh học bài được không? Ok, em sẽ cho anh yên ổn nếu như anh chịu ký vào bản cam kết này. Cam kết? Anh ký đi. Cái này tập vẽ tranh của em mà sao tự nhiên ký gì trong đấy? Đây không phải là tập vẽ tranh bình thường. Từ tối hôm qua khi em thức dậy, em đã phải viết lại những cái mà hai anh em mình cần chia nhau trước khi mẹ và ba Nguyên cưới nhau. Trời ơi,
con bé này sao bé tí mà bao nhiêu trò. Thôi được rồi, đứng đây đi mày. Nè, anh không đọc kỹ hả? Ba trò trẻ con này, cầm đi cầm đi. Hồ cái đi 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 chơi, anh học bài đây. Ok, búp xa là gà chết, ráng chịu nha. Trời ơi, tôi sợ quá, tôi sợ quá ha. Bây giờ mời ông anh xuống đất ngồi. Cái ghế sofa là quyền sở hữu của em. Sofa này à? Ừ. Không, tại sao? Tại sao? Anh nếu mà không xuống là anh vi phạm luật. Mà nếu mà anh vi phạm luật á thì em sẽ kiện anh ra tòa. Trời ơi, vậy là anh vi phạm luật đấy hả? Ừ. Thôi trời ơi, đừng bắt anh nha, đừng bắt anh đi xuống liền. Anh đi xuống nha. Đi xuống nè. Ây 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 bậy. Không được đụng vô cái remote. Tại sao lại không được đụng vào? Anh không đọc kỹ trang số 2 hả? Em có ghi rõ ràng là cái remote á là quyền sở hữu của em, còn cái TV là quyền sở hữu của anh. Thì không có remote làm sao anh xem được? Đồ đây. Thì kệ anh. Nè, từ hôm qua là anh chịu bao nhiêu trò của em nhá. Đưa anh cái remote coi. Không. Kìa, đưa đây. Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Kiện thì gì? Đưa đây, nhanh. Đưa đây. Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Cứng đầu thế nhỉ? Nha. Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà đứa này kiện đứa kia ra tòa? Mẹ, anh nói em biết con. Kiếm chuyện với em nữa đúng không? Chọc ghẹo em nữa đúng không? Thôi. Lần này mẹ có phạt con thì con đành chịu thôi. Con không chịu đựng con nhỏ cái đi này nữa rồi. Mẹ dở cái ba lô này xem con đúng hay là nó đúng. Trong ba lô có cái gì vậy? Dạ không có gì, không có gì. Không có gì. Thái độ vậy mà không có gì hả? Không có gì. Đưa mẹ coi. Không có gì mà. Đưa mẹ coi. Có sắc vỡ mà, không có gì. Mẹ sẽ kiện con ra tòa. Cái gì đây? Sữa. Trứng. Trời ơi. Trứng hột vịt muối. Rồi gì đây? Dĩa. Ồ. Cái gì vậy? Đem đi cúng ai vậy? Chà, ba lô thạch xanh nha. Ồ. Móc cái gì cũng có. Bà đi chốn bảo hả bà Candy? Con đi học mà con đem mấy cái này, lỡ như nó bể rồi dơ làm sao con? Rồi hôi làm sao? Quinn à, một chút con phụ em dọn mấy cái này nha. Dạ, dạ. Tại sao lại ôm hết bóc đồ này bỏ vô ba lô? Có chuyện gì đó mẹ nghe? Đem vô trường cho ai? Hả? Hay là định đi bụi? Con làm đúng mà, con đâu có làm sai. Đúng. Làm gì mà đúng? Nếu như con không gom hết đồ bỏ vô cặp thì mai mốt những thứ đồ này cũng thuộc về em bé thôi. Em bé? Con nói em bé nào? Thì em bé của mẹ với cả chú Nguyên á. Từ hôm qua đến giờ nó cứ léo nhéo với con là phải chia đồ. Không là về sau chú Nguyên với cả mẹ cưới nhau này, xong rồi sinh em bé thì con với cả Candy chả được hưởng lợi gì cả. Có gì vui đâu sao mọi người cười con? Nghiêm trọng. Candy, con suy nghĩ như vậy thiệt đó hả Candy? Mà từ lúc nào? Từ lúc nào mà con có suy nghĩ đó? Em nhớ rồi. Hôm qua ngoài quán cà phê đó, anh bồng đứa nhỏ lại, nó cưng rồi đòi có thêm đứa nữa đó nhớ không? Không ấy, sắp tới mình làm đám cưới xong đó, cái em đẻ cho anh cục giống vậy nha. Thêm cục nữa hả? Ừ. Chà, mai mốt mà mẹ thêm một em nữa là hả? Candy ra rìa nè, Candy không còn là cục cưng của mẹ nữa đâu nha. Nhưng mà quan trọng á, có thêm cục nữa anh nuôi nổi không? Em yên tâm, anh sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con của chúng ta. Thấy chưa? À, anh nhớ rồi.